Cửa hàng nấu cơm Giả xin kính chào quý vị anh chị và các bạn. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 xã Bà Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để quý khách hàng có thể liên hệ là 0974644973, 0337019191. Hai số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và có ship hàng toàn quốc. Quý vị anh chị mua hàng cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại của bên em. Nói bên em giới thiệu đến mọi người một lô máy cưa xích. Lô máy này hôm nay em đặt tên nó là lô G nhé, gồm máy mua 4 máy cưa xích và một máy cắt bê tông, hàng Genot luôn mọi người nhé. Đây là 4 con máy cưa, một máy cắt. Giới thiệu đến mọi người lô G. Bên em vẫn tiếp tục giảm giá trong vòng 2 tuần lễ cho mọi người nhé. Giá thì em để hết ở trên đây cầm. Có những cái thương hiệu là Echo này, Echo 33300 này đó. Rồi Sinoway này, Homeline này, Husqvarna 45 này, và thằng Genot Komatsu HC551 ha, 55cc rất là mạnh. Đó là những con máy mà hôm nay em muốn giới thiệu đến mọi người nhé, cực kỳ xuất sắc luôn. Thì thủ tục mua bán của bên em ấy là quý vị anh chị mua hàng cứ xem ok hết những cái máy, tại vì em sẽ quay review và test máy cho mọi người coi. Khi mọi người xem ok hết rồi, mọi người thích chốt con G1, G2, G3 thì mọi người liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0974644973, 0337019191. Gọi trực tiếp, mọi người mua hàng thì mọi người vui lòng đặt cọc trước cho em một ít tiền, chuyển khoản hoặc đặt cọc thẻ cào. Đó, hai hình thức như thế. Mọi người muốn cọc thẻ cào, cọc mà cọc bằng cách chuyển khoản thì chuyển khoản ha. Chuyển khoản thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho mọi người. Giá ở trên là sẽ bao ship, chưa tính ship. Còn nếu mọi người đặt cọc cạc thì bên mọi người phải chịu mất tiền phí nhá. Bên em không có bao thôi. Nhưng mà ship thì bên em cũng đánh tính đồng giá 100.000 thôi. Và mọi người mua hàng thì bên em sẽ khuyến mại tặng cho mọi người 4 món ha. 4 món phụ kiện đi theo kèm. Rũa, buji, móc khóa cửa hàng và một cái bao lam nhá. Cái bao lam. Đó là 4 món. Đó mà bên em tặng cho quý vị chị mua hàng. Riêng cái máy cắt kia thì em tặng cho một cái buri nhá, buri với cái móc khóa, gọi là 3 món thôi, tại vì nó không có sử dụng rũa nên mình không tặng rũa ha. Cái nào nó thật cần thiết thì bên em sẽ tặng cho mọi người ha. Thì giá ở đây thì em sẽ tiếp tục vẫn giảm giá cho mọi người nhé. Mọi người lưu ý vẫn giảm giá trong vòng 2 tuần lễ cho mọi người. Giảm 300.000 một cây, rồi 200.000 một cây, tùy theo cây máy nhé. Bên cây nào em giảm được bao nhiêu thì em sẽ báo trực tiếp trong cái video này cho mọi người xem luôn ha. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem lô máy ngày hôm nay. Đầu tiên là cây G1 này. Cây G1 là cây đến từ Nhật, thương hiệu Echo. Echo mang nhãn hiệu 33300, 33cc. Số series của máy là 007515. Hàng của Nhật Bản sản xuất. Máy nó móc cam kết nguyên rin, chưa rã máy nhá. Nguyên rin từ A đến Z. Máy nguyên rin đẹp, có dung bơm sang phụ là mọi thứ ok hết. Thòng này thì mọi người cưa trong gia đình thôi ha. Cưa trong gia đình tầm 33cc, nòng rơi tầm khoảng 37 ly thì mọi người sử dụng trong gia đình là rất là hợp lý rồi. Rồi giật khởi động máy em ơi. Tiếng nổ rất là thét mọi người ha, rất là ok luôn. Đó. Rồi, cây G1 giá 2.1 triệu, em giảm cho mọi người 300.000 ha. 300.000 còn 1.8 triệu của máy này thôi. Rất là hời luôn, giá 1.8 triệu của máy này. Đẹp xuất sắc nha, giá mùa Covid rất chất luôn mọi người luôn. Giá 1.8 triệu. Rồi, tiếp theo con G2. G2 là một thương hiệu đến từ Sinoway. Con Sinoway thì nó hội tụ tất cả những cái yếu tố, đầu tiên là trợ lực, thắng xích, bơm xăng phụ, chốt e tự động. Đó. Mọi người kéo e này, nó bật e vô này. Đó, nó đời mới rất là cao luôn, bơm xăng ở đây. Nói chung con này thì nó hội tụ tất cả những yếu tố mà một con máy cưa cần có. Đó, hệ thống làm rung bằng lò xo hết luôn nhé. Lò xo này, mọi người thấy không? Đó, giảm rung bằng lò xo này, mọi người thấy không? Và cam kết mọi người, cưa con máy này mọi người cảm thấy rất là sướng luôn. Không có cái cảm giác mà tê tay, tê tay. Đặc biệt này, Echo này. Echo là cái nhãn hiệu mà nó chứng nhận của thế giới là cái tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ cao. Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đó. Con này nòng nó rơi tầm khoảng 38, 39 ly gì đấy. Và nó là 30cc thôi. Mặc dù nó sở hữu tầm 30cc nhưng em cam kết những cái cây nó cưa thật sự là rất là lì luôn. Đó, rất là lì luôn. Hãng này nó là Sinoway SSE 3000S ha, Yamabiko sản xuất. Số series nó đây. Đuôi là 4537. Một con máy cực kỳ VIP luôn, hàng hệ. Hàng này là hầu như mới, cực kỳ mới con nào cũng vậy, rất là mới, rất là múp luôn.
con nào con đấy về Việt Nam mình rất là đẹp. Hàng này thì độ bền của nó thì cực kỳ cao luôn, dễ nổ đó. Nó thiết kế là rất là nhích phát, mọi người có thể tháo ra đây cái này lọc gió đây, chế lửa hoạt động còn rất là sáng mọi người. Đây, nó cái lọc gió này chắc là anh em chưa vệ sinh rửa này, chứ rửa qua cái nước nó rất là sạch. Đây các ống áp mọi người nhìn bên trong này đó, sâu trong thôi mọi người thấy không, còn dơ giấy đó, tức là cũng rửa sơ sơ thôi chứ không phải dạng rửa kỹ đó. Nhưng mọi người nhìn có mình sân kho thế là khí nó rất là mới luôn. Đây, mọi người thấy gì bên này, Wambro này mới tinh, Wambro vậy thấy chưa, rất là mới rồi. Cây cần gà đây đó, hàng này rất là mới, mà mới như vậy thì mọi người sử dụng thì nó rất được lâu, thời gian nó rất là lâu hơn, giống như mọi người đi mua bánh thùng mọi người xài vậy, rất là thích. Mà con này là con đời mới nha mọi người nhá, đời mới nha, xài rất là ngon luôn, phải nói là rất là chuẩn chỉ luôn đấy. Rồi ra thêm đây, tiếng nổ êm dễ nổ, trợ lực kéo nhẹ nổ thôi. Đó, rất là êm, nhúng nhác bằng lò xo hết, cắt cực kỳ sướng luôn, êm ru luôn, bao sướng luôn, bao xài thật sự rất là ngon luôn. Và giá của con G2 là 3 triệu, em giảm giá cho mọi người 300.000 nhé, còn 2.700.000 thôi đó. Một con máy thật sự là mọi người xài thì không biết bao giờ có hư được, cái máy này rất là bền luôn, hãng đời mới nhá, con này đời năm sản xuất chỉ 20 mấy thôi, rất là mới luôn. Rồi tiếp theo con G3 giới thiệu đến mọi người là một thương hiệu Homeline của Mỹ đó, đèn xi. Hàng này thì nó cũng sử dụng những phục giống bằng lò xo này, cũng khá là cao, đời nó cũng khá cao. Con này đời sản xuất 2019 luôn mọi người, 2019 luôn đó. Đó, 2019 rồi. Đây, phục giống bằng lò xo mọi người thấy không? Đó. Cái lam này thì em thấy nó hơi ngắn thôi, ra một tay cụt thì hợp lý hơn. Nhưng mà mọi người thích lam dài hơn thì bên em sẽ đổ miễn phí cho mọi người nhé, không quan trọng vấn đề đấy. Lam 4 tấc thì 5 tấc thì mọi người cứ báo em đổ cho. Rồi, máy móc thì nguyên rin luôn. Đó. Con này thì nòng đứng, giống như con này nòng đứng rất là xài, rất là bền rồi, dễ xài dễ nổ nữa. Và hàng này hàng hệ đời mới thì cực kỳ ngon luôn, phục đúng bằng lò xo thắng xích mọi thứ. Con này thì nó không có trợ lực thôi nhá, đời này không có trợ lực. Rồi ra thử em ơi, máy vận hành êm ái, nhẹ nhàng, dễ nổ. Nòng nó rơi tầm khoảng 38 ly, và con này 35cc nha mọi người ha. Cắt trong gia đình thì nói chung là em này là không phải suy nghĩ luôn, cực kỳ chất, cực kỳ bền luôn đó. Và giá 2.4 triệu thì bên em giảm giá 200.000, còn 2.2 triệu con máy này thôi mọi người nhé, 2.2 triệu con máy này G3 2.2 triệu. Rồi mình tiếp theo sang con một con này đi khai thác chuyên nghiệp này, trong lâu này thì con này đi khai thác chuyên nghiệp rồi nhé, đó là thương hiệu Husqvarna 45, Husqvarna 45 của Thụy Điển sản xuất. Đây số series của máy này, Husqvarna 45. Con này thì đây quay chi tiết cho mọi người đã. Đó. Làm new web đồng vào luôn. Làm này làm trung xích 325. Đó. Đây máy móc này. Nguyên rin cho mọi người ha. Nguyên rin luôn, đẹp. Con này là 45cc, nòng con này rơi tầm khoảng 42 ly gì đó mọi người. Nói chung em không chưa rã cái máy này bây giờ cả, nên em không rất chính xác được. Cũng đúng nó có sử dụng lò xo này đó. Khá cao luôn ha. Êm ái vận hành. Rồi giật em ơi. Máy hơi tốt lắm. Rất là lực luôn. Đó, công tắc nằm đây. Rất là lực luôn, nổ tiếng máy lực. Con này cắt cực kỳ khỏe nha mọi người nhá. 45cc là dành cho các bác đi khai thác chuyên nghiệp luôn, cắt nhiều luôn. Sẽ làm việc cả ngày luôn thì dùng con này, rất là ngon luôn. Và giá G4 này em bán 3.3 triệu, nhưng mà giảm giá cho mọi người 200.000, còn 3.1 triệu con này thôi. Đó, rất là đẹp ha. Không bác đẹp. Đời nắp sáng đồng hoàng nha, sáng là đời khá cao luôn. Rồi, các bác nào chốt thì liên hệ hai số điện thoại 0974644973, 0337019191 giúp em nhé. Và tiếp theo em giới thiệu cho mọi người con G5 trong lô ngày hôm nay. Đó là một con cắt bê tông nha, hãng của Nhật sản xuất. Đó là thương hiệu Zenoth Komatsu GHC551. Máy là còn nguyên rin nhé. Đây là những cái, mọi người xem này, toàn bộ máy này. Nó thêm một cái lưỡi cắt kia rất là mắc tiền, lưỡi cắt nó tầm khoảng 4 tấc, rất là mắc tiền luôn, nó mắc ở cái lưỡi này mà lưỡi này lưỡi Nhật luôn mọi người nhá, đi theo máy gì là để nguyên lưỡi Nhật luôn, lưỡi này bé lắm, cắt bê tông bắt đầu là cái gì cũng được hết, cực kỳ khỏe. Đây cái lưỡi này điều chỉnh cái móc nó lên tới lên lui do mình này.
kéo mọi người điều chỉnh đây như này đó, bây giờ nó buông ra. Đây là cái mình điều chỉnh ha, nó bóc vô. Ở đây thì nó cũng những con ốc tăng đưa điều chỉnh dây cô loa trong này. Ba series nó nằm ở đây. 002658 đó. Máy là mình đang cam kết nguyên zin nha, chưa ra máy mọi người nhá. Dành cho các bác mà sử dụng. Cắt bê tông cái đầu đó, nó thiết kế đây. Ở đây nó không có mùng nhớt, nó lắp đại cho nó vui thôi ha. Đó, nguyên zin. Đó, cái lưỡi này nó mắc tiền cái lưỡi này. Đó. 55cc, rất là mạnh luôn. Còn đây thì nếu mà biết độ chế thì có thể chuyển sang để có thể sang máy cưa được các mọi người nhé. Rồi, nhưng mà hình như cái này không có hệ thống bơm nhớt. Nên là độ máy cưa nó hơi cực. Rồi, đầu máy em ạ. Máy khỏe lắm. Tắt là mới dưới gầm rồi đó. Để cho các bác đi cắt làm thuê làm mướn, mà cái này tôi có cái máy này cắt bê tông làm cho công trình này cực kỳ chất luôn. Và giá bán là 3,5 triệu cho mọi người ha. 3,5 triệu con máy này, giảm giá 200 ngàn, còn 3,3 triệu con máy thôi. Rất là to, khỏe, 55cc. Còn bác nào dùng máy cưa mà mẫu nhà có thể lấy cái sàng đồ nồng bạc, bê tông nồng bạc cái gì đó sàng qua rất là ngon. Cái này nó chỉ cần chuyển cặp lốc đó, đồng bạc nó còn nguyên, nó giống như một cái máy cưa thôi, nhưng thiết kế để mà cắt bê tông thôi, cắt đá thôi. Rồi em đã review xong cho lô máy ngày hôm nay. Mọi người kết thì cái liên hệ trực tiếp số điện thoại của em là 0974 644 973 0337 0191 91. Cảm ơn mọi người theo dõi video, xin chào mọi người.